Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lặng lặng nhìn xem mươi trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 692, Pháp Thiên Tượng Địa, Ngưu Ma Hóa Thần Viên, Rượu Tỉnh Trông Thấy Địa Phủ Có Chó, 2. Nhưng, Lý Triệt đã cảm nhận được sự lột xác đến cực hạn của thân thể, đó là một sự biến hóa hoàn toàn khác biệt với long tượng kim cương biến. Không phải đơn thuần dựa vào sự gia tăng và mạnh mẽ của khí huyết bản thân, mà là dựa vào thần tính của đất trời xoẹt xoẹt ngay cả bộ quần áo đàn hồi mà lý triệt đặc biệt nghiên cứu trong khoảnh khắc này cũng không thể chống đỡ nổi sự phình to của cơ thể cơ bắp của lý triệt nổi lên vô số thần tính chồng chất trên bề mặt da hình thành một lớp vỏ như chân viên thật sự khiến lý triệt lúc này trông như hóa thành ba lớp chồng chéo thân thể lý triệt là một lớp giáp khỉ chân tính trên bề mặt cơ thể là hai sau lưng thần tướng chân viên cao mười trượng là ba tam viên hợp nhất Tô Hoài Lý có cảm giác nghẹt thở, trong đám mảnh vỡ mặt nạ ngưu ma bằng gỗ hỏa thần nộ dao màu đỏ không ngừng vỡ nát. Thời gian như thể dừng lại trong cảm giác của Tô Hoài Lý. Hắn mở to đôi mắt, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt hiện ra dưới chiếc mặt nạ vỡ nát, chân dung thật sự của ngưu ma sắp bại lộ rồi, ngưu ma là ai, rốt cuộc ngưu ma là ai. Tô Hoài Lý luôn nghi ngờ Lý Triệt, sau khi đến đạo thành, hắn luôn phân tích, phân tích động cơ hành động của địa phủ, phong cách hành động, mục đích hành động mặc dù rất phức tạp, nhưng sau nhiều suy đoán và phân tích khác nhau. Tô Hoài Lý vẫn suy đoán ra được người có khả năng là Ngưu Ma, Ngưu Ma là hắn. Là, Lý Triệt sao? Tuy nhiên, dưới chiếc mặt nạ vỡ nát, Tô Hoài Lý nhìn thấy một khuôn mặt đầy lông khỉ, nhìn thấy, thần hầu, Ngưu Ma là, thần hầu. Bộ não của Tô Hoài Lý như bị đơ trong giây lát, như thể cứng đờ, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên cực kỳ khó khăn có chút mơ hồ, có chút sửng sốt, có chút chênh lệch cực lớn. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng bừng tỉnh kinh hải, không kịp ngỡ ngơ nữa, lông tơ dựng đứng, nguy cơ tử vong bao trùm toàn thân hắn, hắn trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thần tướng khủng khiếp đáng sợ đang nắm chặt thiên lôi, răng hàm như thể bị cắn nát, nhưng khi nhìn thấy ý chí thi thần vặn vẹo lao ra, trong lòng hắn lại bình tĩnh hơn một chút, chỉ là thần tướng, làm sao có thể đấu lại được ý chí thi thần, chết đi cho ta, mũi chân Tô Hoài Lý điểm xuống đất, lùi lại một bước sau lưng, tử khí và. Thi khí đậm đặc đến cực điểm cuộn lên, càng có cả huyết dịch nồng nặc bắt đầu sôi trào, hắn lại định dùng bí thuật tỉ thi huyết để thi triển huyết độn, chạy trốn, nhưng, ngưu ma hóa thành thần hầu, tóc vàng bay phấp phới, thân hình cao lớn vạm vỡ, vô số gân lớn như dao long rung động, chỉ riêng thân hình của ngưu ma lúc này, đã đạt đến gần 2 mét rưỡi, vừa vạm vỡ vừa đáng sợ, đôi mắt như lửa cháy, quét mạnh về phía này. Như thể sét đánh giữa trời quang nổ tung, Sức mạnh phong tỏa của cờ Vây Thiên Địa ầm ầm áp xuống. Tô Hoài Lý kinh hãi phát hiện, huyết động bí thuật tỷ thi của hắn không thể chạy trốn được, xung quanh như thể bị phong tỏa rồi, ầm, sau khi liếc nhìn này, Lý Triệt không còn để ý đến Tô Hoài Lý nữa. Đầy áp ý chí chiến đấu mãnh liệt, trong khoảnh khắc này cuộn trào dữ dội, ý chí võ đạo kích động mà phát ra. Như thể có hư ảnh rồng voi đi theo bên cạnh thần tướng chân viên khổng lồ, cầm thét liên hồi, ý chí thi thần vặn vẹo hiện ra cực kỳ xấu xí, ba cái đầu và thân hình vô cùng xấu xí, đầy ấp tử khí và thi khí, ý chí cuộn sống lan tỏa ra như thể muốn ăn mòn và ô nhiễm tất cả, ầm ầm, như thể hàng trăm hàng ngàn quả bom sấm nổ tung cùng lúc, cả tòa lầu các sang trọng rung chuyển dữ dội, mỗi tầng đều đầy vết nứt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thành những mảnh vỡ vụn, trong tiếng động kinh thiên. Động địa, ý chí thi thần cuộn sống tử khí và thi khí đứng thẳng dậy, vậy mà sinh ra ba đầu bốn tay, thi khí và tử khí kinh hãi đến cực điểm, dấy lên cơn gió lốc đáng sợ giữa đất trời uy áp của nó mạnh mẽ không hề kém chút nào so với long thái tiên thiên đại tông sư đang dốc toàn lực trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái búng tay ý chí thi thần đã lao thẳng đến lý triệt tốc độ quá nhanh không khí như thể bị hắn đâm vỡ vỡ tan tành bốn cánh tay dơ lên vô số tử khí và thi khí đột ngột mạnh mẽ hơn hóa thành ý chí thi thần như mực đậm sôi trào ba cái đầu xấu xí không ngừng nhỏ xuống chất lỏng đen như dầu gầm thét ầm sau lưng lý triệt thần tướng chân viên cao mười trượng mắt giận như lửa nắm chặt năm ngón tay thiên lôi làm gậy ánh sáng và nhiệt độ cực kỳ kinh hải lập tức nổ tung giữa cây gậy thần lôi như thể một con rồng sấm dữ tợn vặn vẹo bị hắn bắt giữ trong lòng bàn tay hung hăng quất xuống một gậy hung hăng đập xuống ý chí thi thần ngưng tụ như dầu đen ý chí thi thần tung nắm đấm ra như thể hai con quái vật đang va chạm vào nhau bốt khoảnh khắc va chạm như thể thời gian ngưng động lại cây gậy thần lôi của thần tướng chân viên quét xuống như thể phân chia rõ ràng cả đất trời sóng xung kích mênh mông kèm theo ánh sáng và nhiệt độ chói lòa nổ tung trên lầu cát như thể cả đất trời ầm ầm áp xuống bốt ý chí thi thần lập tức bị quét đập nổ tung thành vô số dầu đen và khói đen dường như bị đập đến choáng váng tứ chi quơ loạn thần tướng chân viên nắm chặt cây gậy thần lôi khổng lồ từ dưới quét lên không có tuyệt học võ đạo tinh diệu gì chỉ là đơn giản đập và quét nhưng thanh thế của nó quả thật kinh thiên động địa hủy diệt hết thảy tiếng trống kinh khủng của rồng voi vang dội không ngừng ý chí thi thần như thể bị đánh đến điên cuồng há miệng gầm thét nhưng chờ đợi hắn là tiếng gầm của thần tướng chân viên càng dữ dội và bạo ngược hơn ầm một nắm đấm đập ra như mang theo khí thế kinh khủng làm chấn động đất trời hung hăng đập vào thân thể của ý chí thi thần như thể sấm trền vang như núi lửa phun trào cơn mưa xuân mênh mông rơi xuống thấp bầu trời như thể đổ ngược lên trời cao sóng xung kích đáng sợ khiến cơn mưa trên bầu trời như thác nước treo ngược thổi ngược lên cao phục một cái đầu của ý chí thi thần bị bứt ra dính đầy chất lỏng nhất như dầu đen cây gậy thần lôi quét ra đập nát một cái đầu sau đó vẫn dính đầy dầu đen lại hung hăng ném ra như thể cây giáo dài xuyên thủng cái đầu cuối cùng của ý chí thi thần ba cái đầu của ý chí thi thần đều lần lượt bị chặt đứt, cách chiến đấu đơn giản thô bạo, như thể cuộc chiến giữa những con quái vật và thú dữ nguyên thủy nhất, gần như là một cuộc đánh đập một chiều. Ý chí thi thần lần này cuối cùng cũng bị triệu. Hồi ra, sau đó, ăn một trận đòn độc ác, ba cái đầu bị đánh nổ tung, ý chí thi thần lại bị quét nổ, tiêu tan giữa đất trời, vô số sương mù đen bắn ra, nổ tung cuộn sóng, sự ác bức kinh khủng mà ý chí thi thần mang đến, hoàn toàn bị xé nát thành từng mảnh xoảng xoảng dầu đen văng ra như thể một trận mưa đen bẩn thỉu và tanh tưởi dội ướt sũng cả người tô hoài lý ngay sau đó tô hoài lý phản ứng lại da đầu tê dại không ổn rồi toàn thân tô hoài lý rung lên bần bật mỗi tấc da thịt đều đang run rẩy khí tức tử vong bao trùm toàn thân hắn sắp chết hắn sắp chết tô hoài lý loạn choạng lùi lại một bước gào thét long đô đốc cứu ta trên thực tế Lúc này Long Thái đã sớm hồi phục sức lực và trạng thái, sau khi chém xuống một nhát triều, đã có đủ sức mạnh và thời gian để đến ngăn cản. Tuy nhiên, đối mặt với tiếng gào thét chói tai của Tô Hoài Lý, Long Thái vẫn giữ nguyên tư thế từ từ rút chiếc triều ra, không nóng không lạnh. Con sâu cái kiến của thi thần giáo, cũng muốn sai khiến gia gia Long Thái của ngươi. Nhìn thấy Tô Hoài Lý có thể triệu hồi ra ý chí thi thần, Long Thái đã hiểu rõ, tiểu đệ tử của vương gia này, e rằng thật sự đã bái nhập thi thần giáo, bái phục thi thần, nếu không, làm sao có thể triệu hồi được thi thần, thật là ghê tởm. Mặc dù Du Lễ Thanh bảo hắn bảo vệ Tô Hoài Lý, đây là quân lệnh, là một quân nhân, Long Thái đương nhiên phải tuân lệnh, nhưng hắn đã dốc toàn lực chém giết ngu ma giả, lúc này chiếc rìu đã cắm sâu vào mặt đất, hắn không rút ra được, như vậy rất hợp lý nhỉ, rút ra. Cần một chút thời gian cũng rất hợp lý nhỉ, ánh mắt Lý Triệt lạnh lùng, lúc này tinh thần khí huyết đều tập trung cao độ. Khi Tô Hoài Lý vừa mở miệng gào thét, hắn liền động, tỉnh như xử nữ, động như kinh lôi, lông khỉ màu vàng kim như ngọn lửa vàng kim cháy bùng trong gió, một bước điểm xuống, lăng hư bát kỳ bộ, trong khoảnh khắc này, như thể sắp ngộ ra chân ý của tuyệt học võ thánh, nhanh chóng và bạo ngược, chỉ trong nửa cái búng tay, Lý Triệt đã xuất hiện bên cạnh Tô Hoài Lý, khai mở pháp thiên tượng địa biến thứ nhất, thân hình cường tráng và hùng hậu, áp lực vô cùng. Năm ngón tay nắm chặt, huyền kim bác bảo lôi long côn lập tức nằm trong tay trong khoảnh khắc này hắn như hóa thành một thần hầu thực sự tô hoài lý cũng không dám giữ lại bất kỳ điều gì toàn thân hóa thành màu bạc rực rỡ nhất chú ngân thi thần nguyên kim đan nổ tuy nhiên lý triệt cũng không hề coi thường ra tay chính là toàn lực ba luồng nguyên thần cương đạn bắn cuốn quanh lôi long côn như thể rồng giận gầm thét chấn động trời xanh một kích này mạnh mẽ dường nào ngay cả long thái ở phía xa cũng giật mình râu tóc dựng đứng trên khuôn mặt thô kịch, lóe lên một tia ngưng trọng, một gậy này tuyệt đối có uy lực như sát chiêu bột phát của Tiên Thiên Đại Tông Sư, không tầm thường, thật sự không tầm thường, xoảng xoảng, một gậy đập xuống, tuyệt sát tề thiên, như thể cuồng phong thổi động, hòn đá khổng lồ ném vào hồ lớn, sóng dữ bắn tung tóe, trắng xóa như tuyết, ầm ầm mở rộng ra bốn phía, toàn thân Tô Hoài Lý lạnh toát, một luồng hàn ý lan tỏa trong lòng, trong nháy mắt bao trùm. Cả cơ thể khiến hắn như đông cứng thành tượng đá như thể ngay cả sức lực để cử động một ngón tay cũng không có, áp lực đẳng cấp, áp lực của ý chí võ đạo hoàn toàn không cùng một tầng lớp, chênh lệch, quá lớn, sao lại, mạnh như vậy, tiếng tim đập của tô hoài lý, như thể bị tiếng gió rít của cây gậy khổng lồ quốc mạnh, nổ tung, thân thể chú ngân thi của hắn, trước một gậy này, như thể giấy bồi, không đỡ được, hoàn toàn không đỡ nổi, lý triệt lạnh lùng nhìn tô hoài lý, một gậy đập xuống, sát cơ bộc lộ, ở đạo thành, lý triệt nhất định phải giết hai. người một là Tô Hoài Lý, người còn lại là ma đồng của thi thần giáo. Vì vậy, Lý Triệt sẽ không hề do dự, nên giết thì phải giết. Lý Triệt hắn ở thế giới này như đi trên băng mỏng đã lâu, rất rõ hậu quả của sự do dự. Hắn đã giết nhiều người như vậy, làm sao có thể mềm lòng trước mặt Tô Hoài Lý được, cho dù thân phận của Tô Hoài Lý không tầm thường, là tiểu đệ tử của bình loạn vương cơ ma lễ. Lần này, trước mặt nhiều người như vậy, mạnh mẽ giết chết Tô Hoài Lý, chắc chắn sẽ chút lấy sự thù hận nhưng như vậy thì đã sao, để Tô Hoài Lý sống sót, âm thầm tính kế hi hi, gây ra hậu họa lớn hơn sao? Lý Triệt thậm chí còn cảm thấy, Tô Hoài Lý đã suy đoán được thân phận thật sự của Ngưu Ma, có lẽ đã đoán được Lý Triệt hắn chính là Ngưu Ma từ vẻ mặt sửng sốt của hắn, sau khi thấy Ngưu Ma, Lý Triệt lộ ra khuôn mặt thần hầu. Hoàn toàn là vì Ngưu Ma không giống với người mà hắn đã suy đoán, mà sinh ra cú sốc mạnh mẽ đó. Mà đối với sự tồn tại như Tô Hoài Lý, một khi đã có suy đoán, sau đó, chắc chắn sẽ gây ra vô vàng rắc rối. Ít nhất thì thân phận Lý Triệt chắc chắn sẽ bị Tô Hoài Lý thử nghiệm. Nếu đã như vậy Tô Hoài Lý nhất định phải chết, ầm. Uhm. Một gậy đập xuống. Quần áo và mái tóc dài của Tô Hoài Lý đều bị thổi ngược ra sau, ngay cả lớp da hóa thành màu bạc cũng rung lên dữ dội, không đỡ được, hoàn toàn không đỡ nổi, ta không cam lòng a, à, bốp, tiếng kêu thảm thiết, trong đôi mắt của Tô Hoài Lý, sự không cam lòng đậm đặc đến mức như sắp hóa thành máu. Tuy nhiên, cây gậy bảo lôi màu huyền kim bùng nổ, không hề có chút ngập ngừng nào. Sạc, lực lượng mênh mông đột ngột giáng xuống, Tô Hoài Lý thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng gân cốt của mình nổ tung, xương cốt vỡ vụn. Cả cái đầu hình thành từ chú Ngân Thi, liền nổ tung ầm ầm, sức mạnh khổng lồ, thổi bay cả máu thịt, ngay cả những mảnh thịt nhỏ cũng bị nghiền nát thành vụn, xương máu đặc nồng bắn tung tóe tại chỗ, cho dù luyện thành chú Đồng Thi, máu đã nhúng một chút màu bạc, nhưng phần lớn vẫn là màu máu hơi đen, vì vậy khi nổ tung, đương nhiên là sương máu dày đặc, mùi máu tanh nồng nặc theo luồng khí cuộn trào, cơ thể không đầu của Tô Hoài Lý, lại bị sức mạnh khủng khiếp vô cùng bá đạo của Lý Triệt đánh. Trúng Cùng với tiếng nổ vang của mặt đất bằng gỗ của lầu cắt sang trọng, như thể không chịu nổi trọng tải. Một cái hố lớn bị nổ tung ngay trên mặt đất. Sau đó, cơ thể của Tô Hoài Lý như bùng nhão, bị đánh cho liên tiếp xuyên qua chín tầng lầu của lầu các sang trọng, đập xuống mặt đất tầng trệt, khiến mặt đất lõm sâu xuống, hủy diệt hết thảy, không gì có thể ngăn cản, mảnh gỗ bay tứ tung, khí lãng bắn mạnh, đất cát bị đập nát dưới đất cuộn trào, khói bụi cuồn cuộn, bốc lên từng lớp, lan rộng như những đám mây hình nấm nhỏ, lơ lửng giữa các tầng lầu. Tất cả mọi người đã sớm chạy ra ngoài lầu cát. Kinh hải đến cực độ nhìn chầm chầm vào toàn bộ lầu các sang trọng lung lay sắp đổ một hồi rồi ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt nổ tung tan tành vô số khói bụi theo cùng phong gào thét trong đêm mưa long thái vung chiếc rìu đầu cá sấu rơi xuống đất tiên thiên chân cương mạnh mẽ quấn quanh cơ thể xé toạc luồng khí dết hay tàn nhẫn long thái vốn định khen ngợi nhưng liếc thấy trên bầu trời một vị thần tướng giáp vàng như cây giáo thần màu vàng kim xé toạc không khí trong nháy mắt đâm xuống xé toạc vô số khói bụi dọn sạch đống đổ nát mà lầu các sang trọng biến thành lập tức đổ giọng một cách trơn tru cho dù tô hoài lý đã bái nhập thi thần giáo nhưng đó cũng là sư đệ của đại tướng quân sư đệ bị giết hắn còn khen hay e rằng long thái sẽ bị phạt đi cọ nhà xí ầm đống đổ nát lại nổ tung sóng mạnh ầm ầm mặt đất đổ nát lại bị đẩy ra bốn phương tám hướng như những đợt sóng bụi đất chất thành đống đống đổ nát chồng chất giữa trung tâm của hố sâu giáp vàng sáng chói lấp lánh khí tức mạnh mẽ bất ngờ bùng phát xung kích lan tỏa du lễ thanh giận giữ trận trừng đôi mắt một luồng sát khí áp bức đến kinh khủng như thể ngưng tụ thành thực chất bao phủ toàn bộ cơ thể hắn bùng phát ra ngoài nhưng thấy dưới hố sâu đống đổ nát chỉ còn lại một cái xác chú ngân thi không đầu bị đập nát thành thịt nhão tô hoài lý chết không thể chết hơn sát khí kinh khủng của du lễ thanh gần như ngưng tụ thành thực chất như thể thiên tượng cũng đã thay đổi những tia sét đáng sợ bị dẫn dắt gần như sắp rơi xuống địa phủ cho dù sư đệ của ta đã bái nhập thi thần giáo hắn sai cũng không phải là người có thể giết. Nguyên thần cường đại vô cùng của Du Lễ Thanh bỗng nhiên nhảy lên, kim thân nguyên thần sáng chói rực rỡ. Thần thức quét qua, vô số gió mưa như thể ngưng động lại, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Tuy nhiên, không có, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của ngư ma địa phủ, nhiều hung thần địa phủ như vậy, vậy mà trong nháy mắt, rút lui hoàn hảo và chỉnh tề đến vậy. Thần thức của Du Lễ Thanh không cam lòng quét qua, toàn bộ nội thành gần như nằm trong cảm giác của hắn không có gì có thể ẩn nấp thậm chí khiến không ít cường giả phẫn nộ cuối cùng du lễ thanh đành phải thu hồi thần thức năm ngón tay nắm chặt lại giận dữ không thể kìm nén không có không tìm thấy du lễ thanh thở ra một hơi một địa phủ giỏi giang như vậy một địa phủ thần bí như vậy không ở trong nội thành vậy thì ở ngoài thành thuộc di chuyển như vậy quả thật đúng như tô hoài lý đã nói quỷ dị khó lường. Ngưu ma địa phủ, mã diện, thần hầu, hắc bạch vô thường địa phủ cho ngươi chết lúc canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Du lễ thanh từ từ nhắm mắt lại, cơn giận giữ cuộn trào trong lòng, dần dần bắt đầu lắng xuống. Vèo vèo tiếng xé gió vang vọng. Một bóng dáng nguyễn chuyển rơi xuống, nửa trên mặt giáp nhẹ màu xanh, nửa dưới mặt quần da, tung lên đôi chân dài vô cùng thon thả. Một cây cung dài màu xanh, như chim loan gian cánh, được nữ tử nắm chặt trong tay chính là thanh tứ thần tiễn thanh điểu tiên thiên đại tông sư long thái cũng cẩn thận tiến lại gần vác chiếc rìu đầu cá sấu đại tướng quân hai người đồng thời lên tiếng long thái cảm thấy lo lắng dù sao trong trận chiến này sau khi biết tô hoài lý là tà nhân của thi thần giáo hắn đã bắt đầu ngầm giúp đỡ vì vậy vẫn sẽ lo lắng du lễ thanh nổi giận hắn vô thức sờ sờ vào thắt lưng của mình, vừa sờ, sắc mặt của Long Thái lập tức thay đổi ba lần. Sửng sốt, kinh ngạc, đỏ mặt phẫn nộ, qua a. À. Ngọc càng khôn của ta đâu rồi? Long Thái ôm đầu, không dám tin. Tô Hoài Lý nói ngưu ma âm hiểm xảo quyệt, độc ác vô cùng, không nói đạo lý, Long Thái không hề để ý, sau khi chạm mặt một chiêu với ngưu ma, còn cảm thấy ngưu ma rất biết đạo lý nhưng bây giờ ngư ma vừa chạm một cú đấm với hắn vậy mà còn móc luôn ngọc càng khôn của hắn trời sập rồi a à, tâm trạng của long thái lập tức sụp đổ cho dù là tiên thiên đại tông sư thì sao cũng như một đại phú hào bị mất hết tài sản giống như một sinh viên đại học bị lừa hết tiền sinh hoạt cảm thấy trời đất như sụp đổ đáng chết ngư ma không nói đạo lý không có đạo đức đồ khốn nạn mắt long thái đỏ ngầu vừa chửi vừa mắng hắn vốn rất ngưỡng mộ ngư ma bây giờ hoàn toàn không thể ngưỡng mộ nổi nữa đôi mắt lạnh lùng của du lễ thanh quét qua nữ thần tiễn thanh điểu lạnh lùng vô cùng cũng quay đầu nhìn lại không khỏi mỉm cười đại tướng quân ngài phải làm chủ cho mạc tướng a long thái sắp khóc đến nơi du lễ thanh nắm chặt nắm đấm bị long thái làm như vậy nỗi buồn vì tô hoài lý chết cũng vơi đi cúc du lễ thanh cũng biết long thái cố ý giả vờ đáng thương nhưng du lễ thanh cũng lười truy cứu chuyện long thái lười biến tô hoài lý đã chết việc quan trọng nhất là tô hoài lý thật sự đã bái nhập thi thần giáo sư phụ đang chiến đấu với các thi thần của thi thần giáo ở tiền tuyến tô hoài lý là tiểu đệ tử của sư phụ vậy mà lại bái nhập thi thần giáo loại phản bội này chết không đáng tiếc nhưng đúng như du lễ thanh đã nói tô hoài lý có tội có lỗi cũng nên để hắn bắt về đưa về cho sư phụ thẩm phán chứ không phải để một địa phủ tầm thường định tội giết chết phát lệnh truy nã của thần vệ quân đạo thành nội thành ngoại thành toàn thành truy bắt hung thần địa phủ trước khi ngưu ma di chuyển đã trúng một đòn quyền cương của ta chắc chắn không nhẹ truy bắt toàn thành du lễ thanh thu hồi thi thể của tô hoài lý xoay người rời đi mưa xuân xối xả ầm ầm rơi xuống rửa sạch khói bụi và mùi máu tanh của đống đổ nát nữ thần tiễn thanh điểu tiên thiên đại tông sư liếc nhìn long thái một cái bước đôi chân dài thon thả cũng rời đi long thái lại như mất hồn mất vía du lễ thanh tưởng rằng long thái cố ý giả vờ đáng thương nhưng long thái thật sự không có giả vờ hắn thật sự thảm a à, nước mưa xối xả rơi xuống đập vào ngói đen như những hạt đậu rang nhảy múa lách tách vang vọng không ngừng năm ngón tay lý triệt nắm chặt phi lôi kỳ trở về đại viện ở thính lôi hạng vừa mới trở về đứng sừng sững giữa sân Vô số nước mưa trong nháy mắt bắn tung tóe, mỗi giọt mưa đều bị ảnh hưởng, nổ tung thành những hạt bụi nước mờ ảo. Cờ vây thiên địa bao phủ lấy đại viện, ngăn cách sự cảm nhận và dò xét. Khóe miệng Lý Triệt tràn ra một vệt máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, trên bả vai, một luồng quyền cương như ác long ra biển, dâng lên ngàn lớp sóng, điên cuồng ăn mòn máu thịt, phá nát gân cốt, trong quyền cương vậy mà có hàng ngàn hàng vạn luồng cương khí hình rồng đang tàn phá rất là bá đạo, vạn long phục thần, chắc hẳn đã đến cảnh giới hóa cảnh rồi, đôi mắt Lý Triệt ngưng lại. Du lễ thanh đến nơi, tung ra một cú đấm bùng nổ ầm ầm, ẩn chứa quyền cương mạnh mẽ của một tông sư tối cao tam hoa đỉnh, quệt trúng Lý Triệt. Cho dù là Lý Triệt, cũng không khỏi bị quyền cương xâm lấn, bị thương. Đây là lần đầu tiên Lý Triệt bị thương. Lao đi vệt máu nơi khóe miệng. Lý Triệt vận dụng ba luồng nguyên thần cương, lấy vạn long phục thần làm chủ chống lại sức mạnh xâm lấn của chân ý tuyệt học võ thánh trong quyền cương tuy nhiên tông sư tam hoa đỉnh thật sự quá mạnh tuyệt đối không phải lý triệt hiện tại có thể chống lại lý triệt phải mất một khoảng thời gian mới có thể tiêu hao hết lông mày nhíu lại lý triệt thở ra một hơi quá chậm tìm người giúp thôi bộ quần áo đàn hồi đã bị hủy nát từ khi pháp thiên tượng địa biến thứ nhất Lý Triệt phải nghiên cứu thêm một số bộ quần áo đàn hồi chất lượng tốt hơn. Thay một bộ áo đen sạch sẽ, Lý Triệt đội nón lá. Chậm rãi bước ra khỏi sân, che ô giấy dầu, sắc mặt hơi tái nhợt, đi về phía quán ăn. Thính Lôi Hạng, đầu hẻm. Một lùng kiếm quang bắn đến, ngay sau đó, hóa thành dáng vẻ lôi thôi lười biếng của một tên lưu manh. Hoàng kiếm tử lật bàn tay, một lùng kiếm quang lập tức lắc lư chỉ về sâu trong Thính Lôi Hạng. Đôi khi kẻ hiểu rõ bản thân nhất, chính là kẻ địch cho dù hóa thành tro, ta cũng nhận ra được, đây chính là quyền cương của vạn long phục thần. Địa phủ, Ngưu Ma, để ta xem ngươi là ai, uống một ngụm rượu bầu, Hoàng kiếm tử lão đảo đi vào thính lôi hạng. Nước mưa theo mái hiên hai bên ngõ đen rơi xuống, như rèm châu liên miên không dứt. Bước chân của Hoàng kiếm tử có chút lộn xộn, nhưng hắn tài cao gan lớn. Với tu vi của hắn, ở đạo thành, ngoài mấy đại thần thần thai đang bế quan, còn có nơi nào không thể đến ngưu ma địa phủ hắn chỉ là tò mò mà thôi hắn đã nghe tiêu thiếu thu nói về địa phủ cũng biết địa phủ này đã góp không ít sức lực trên đường đoàn xe kim quan phủ từ kim quan phủ đến đạo thành vì tò mò nên muốn khám phá đi được một đoạn hoàng kiếm tử đột nhiên dừng bước lại thanh kiếm khí trong tay rung lên một hồi rồi nổ tung hoàng kiếm tử rùng mình lông tơ dựng đứng toàn thân nổi da gà, như thể những hạt đậu lạnh dính chặt vào da, rượu, trong nháy mắt tỉnh táo. ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Ánh đèn vàng mờ ảo, chiếu sáng những hạt mưa xuân trong suốt đang nghiêng mình rơi xuống. Trước cửa một quán ăn nằm sâu trong ngõ hẻm. Một con chó đen lười biếng nằm trên mặt đất, đôi mắt chó u uẩn trong bóng tối nhìn chầm chầm vào hắn. Địa phủ, còn có cả chó. Đêm xuân xe lạnh, cơn mưa lớn dần yếu đi những giọt mưa rơi nhẹ nhàng tưới mắt khắp mặt đất thấm đẫm vùng đất vừa trải qua một mùa đông lạnh giá Hoàng kiếm tự nắm chặt bầu rượu mũi chân chạm đất cả thân hình căng như dây cung sẵn sàng bật ra để chạy trốn nguy cơ một mối nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể hắn khiến từng sợi lông trên người dựng đứng luồn hơi rượu trong người hầu như bốc hơi ngay lập tức đôi mắt hắn sáng suốt hơn bao giờ hết như thể có một giọt mồ hôi toát ra từ trán lướt qua má và cuối cùng hòa lẫn vào dòng nước mưa Bốt, một tiếng nhỏ vang lên khi dọc mồ hôi rơi xuống đất và vỡ tan tành cơn gió xuân quấn trong mưa nhẹ nhàng lướt qua mơn trớn làn da mang đến cảm giác mát mẻ nhưng hoàng kiếm tử không cảm thấy dễ chịu chỉ có sự lạnh lẽo và áp lực thần tính kinh khủng hắn theo ngu ma của địa phủ đến đây nhà hàng này chẳng lẽ chính là căn cứ của địa phủ ở càng nguyên đạo thành hoàng kiếm tử nghĩ rằng với sức mạnh của mình trong thành này không nơi nào là hắn không thể đến được, nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra mình đã sai. Con chó đen to lớn lười biến kia, chỉ nằm đó, chỉ cần hơi nhấc mí mắt lên, đã như muốn đè bẹp hắn bằng một áp lực kinh khủng như núi. Dường như con chó đó có thể to lớn hơn cả đất trời, khiến hoàng kiếm tự trước mặt nó, nhỏ bé như một hạt bụi. Hộp kiếm mở ra, luồng kiếm khí từ trong hộp phun trào ra ngoài. Khuôn mặt hoàng kiếm tử nghiêm trọng hơn bao giờ hết, ba bông hoa trên đỉnh đầu từ từ bốc cháy như thể chỉ trong chớp mắt hắn sẽ bùng nổ với sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc nhà hàng này con chó này nổi bật và đáng sợ như vậy xuất hiện ở đạo thành trước đây nếu hắn không phát hiện ra chẳng lẽ những đại thần thần thai trong thành không ai phát hiện ra sự tồn tại của con chó này sao hơi thở này độc đoán dữ tợn nhưng lại vô cùng kín đáo không thể nhìn ra được cảnh giới nhưng áp lực thần tính lại khiến một đại tông sư đỉnh cao như hắn cũng phải khiếp sợ không thể chống lại hoàng kiếm tử nheo mắt nhìn chằm chằm vào con chó đen, hai tay bấm kiếm quyết. Ánh mắt hắn lướt vào trong nhà hàng phát ra ánh đèn vàng vọt, cánh mũi khẽ động, đôi mắt bỗng dao động dữ dội. Hình như hắn, ngửi thấy mùi, rượu thơm. Rượu ngon, rượu ngon hảo hạng, mùi thơm này, thật quá hấp dẫn, khuôn mặt hoàng kiếm tử dao động dữ dội, da mặt trung lên như sóng. Hắn hít sâu một hơi, không lùi mà tiến, bước một bước thật sâu, đi về phía nhà hàng, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng đạo của hắn chính là trong rượu không ai có thể ngăn cản hắn bỏ lỡ một vò rượu ngon cho dù đó là một con chó đen to lớn và đáng sợ ngay cả chó của địa phủ cũng không được hoàng kiếm tử từng bước từng bước vô cùng cẩn thận và nghiêm túc mang theo dũng khí quyết tử tiến về phía nhà hàng khi hắn đến trước nhà hàng ánh đèn vàng hắt bóng rèm che in bóng dáng người đang uống rượu phía sau hừ hừ con chó đen nằm trên đất phun ra luồng khí nóng từ mũi. Bước chân của hoàng kiếm tử khựng lại. Hắn quay đầu nhìn con chó đen. Sau đó, nhìn kìa. Phi kiếm, hắn đột ngột ném ra một thanh phi kiếm, ánh kiếm lao vút đi, xé toạc không gian, cũng chia đôi cơn mưa xuân, nơi nó đi qua, không khí bị xé toạc ra, tiếp đó, hoàng kiếm tử đạp mạnh một bước, lao vút vào trong nhà hàng. Bốt, hoàng kiếm tử vừa chạy được hai bước, liền cảm thấy sau gáy bị một lực mạnh tấn công, cơ thể đại tông sư đỉnh cao của hắn hoàn toàn không có tác dụng chống đỡ nào. Trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũng, ngay cả nguyên thần mạnh mẽ đã thoát khỏi cảnh giới kim thân luyện hoàng của hắn cũng trực tiếp tối đen đi. Sau khi hắn ngã xuống, không biết từ lúc nào, con chó đen đã lười biến đứng dậy, từ từ thu lại cái chân chó vừa vung ra. Mũi chó phun ra luồng khí nóng hầm hập. Sau đó, nó đi đến bên cạnh Hoàng Kiếm Tử, dùng chân chó nhấc hắn lên, giống như đang kéo một con chó chết, kéo lê hắn trên con đường lát đá xanh đầy nước, ra khỏi con hẻm. Một chó một người biến mất sau đó. Rèm cửa của nhà hàng được vén lên, chung cửa len ken rung động. Lý Triệt và ông chủ áo trắng bước ra từ trong đó. Cùng ngồi xổm dưới mái hiên, mỗi người một điếu thuốc, hút lấy hút để. Hắn muốn uống rượu, cứ vào thẳng mà uống, chó con cũng không muốn để ý đến hắn vậy mà cứ phải treo chọc chó con. Ông chủ nhà nhạt nói. Một luồng khói thuốc phun ra, làm mờ đi cảnh tượng. Lý Triệt cũng thoải mái hút một hơi, khói thuốc vừa vào, lập tức cảm thấy vết thương trên vai hoàn toàn không còn áp lực, luồng quyền cương bá đạo của đại tông sư đỉnh cao như bị đè ép xuống, không thể dậy sống. Hai người hút hết mỗi người một điếu, đứng dậy, ông chủ quay người vào trong nhà hàng, sau đó lấy ra một bình rượu thanh ngọc, rót cho Lý Triệt một ly. Uống đi ông chủ áo trắng cất bình rượu thanh ngọc đưa ly rượu đã rót sẵn cho lý triệt nói lý triệt nhận lấy chén rượu nhìn ông chủ một cái cũng không do dự nhiều ngửa đầu uống cạn rượu vào họng vị cây nồng kèm theo một cảm giác cuộn trào như thể có tiếng rồng gầm thấp nổ vang bên tai đây là rượu gì lý triệt chép miệng dư vị vô cùng rượu huyết long ông chủ nói một câu liền lấy lại chén rượu quay người vào trong bếp của nhà hàng lý triệt còn muốn uống thêm một ly nhưng rất rõ ràng ông chủ không muốn cho hắn uống thêm nóng bỏng cuộn trào như ngọn lửa núi lửa phun trào thiêu đốt mọi thứ lý triệt cảm thấy tứ chi bách hài từng lỗ chân lông của mình đều phun ra luồng nhiệt nóng bỏng mà sau khi luồng nhiệt này bùng lên như có linh trí lao vút về phía vết thương trên vai lực quyền cương của du lễ thanh trong tiếng xì 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 liền bị tiêu biến sạch sẽ rượu ngon đôi mắt lý triệt sáng lên so với việc hắn tự dùng thần cương vạn long phục thần để từ từ tiêu hao thì nhanh hơn quá nhiều. Thậm chí, rượu huyết long. Còn dư lực lưu lại trong cơ thể, dược lực mạnh mẽ và dồi dào hơn hẳn so với việc uống một viên ngũ tư long huyết vũ đan, Lý Triệt xoa xoa tay, quay vào trong nhà hàng. Ông chủ thì từ trong bếp đi ra. Đây là bữa sáng chuẩn bị sẵn cho Hi Hi, ngươi mang về luôn đi. Ông chủ nói. Ông chủ, rượu huyết long đó, giá bao nhiêu? Bán cho ta một bình nhé, lý triệt thành thạo thu lại bữa sáng ông chủ chuẩn bị cho hi hi cười hỏi ông chủ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của lý triệt huyết long có hạn ta chỉ làm được ba bình một bình ta tự uống còn hai bình cho ngươi một bình cũng không phải không thể mỗi tháng ngươi đưa hi hi đến nhà hàng ăn ba bữa cơm trong lời nói của ông chủ dường như còn có cả sự dịu dàng nghe vậy lý triệt giảng mày ra chỉ vậy thôi sao nhưng mà khi hi sắp vào trong chính tông của càng nguyên thần tông để tu luyện rồi, đó là vấn đề của ngươi, không phải là vấn đề của ta. Được, ta đồng ý, ta tin ngươi có thể làm được. Ông chủ và Lý Triệt mỗi người một câu, lời nói của hai người rất ngắn gọn. Sau đó, ông chủ trực tiếp ném bình rượu thanh ngọc cho Lý Triệt. Lý Triệt nhận lấy, cất đi. Bình rượu huyết long này, hiệu quả vô cùng tốt, tuy rằng tương đương với ngũ tư thượng phẩm vũ đan nhưng trọng điểm là trụ dễ hấp thụ dược lực hơn so với đang dược đi thôi mưa xuân rã rít lý triệt uống rượu chữa thương lấy cơm không ở lại nhà hàng lâu thân hình nghiêng về phía trước lao vào trong mưa gió vẫy vẫy tay dần dần ẩn vào trong bóng tối của đình lôi hạng con chó đen to lớn đi ra từ trong mưa xuân liếc nhìn lý triệt bằng ánh mắt xéo sắc. lý triệt đưa tay ra muốn xoa đầu chó nhưng con chó đen đột ngột giơ cao chân Đệm thịt dưới chân như phồng lên, sát khí ngút trời. Nhớ đến thảm cảnh của Hoàng kiếm tử, Lý Triệt cười gượng thu tay lại, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ. Cái đầu chó này, Lý Triệt nhất định phải xoa cho bằng được, nước mưa lạnh lẽo tạt lung tung vào mặt. Cơ thể Hoàng kiếm tử co giật dữ dội, rồi đột ngột tỉnh dậy khỏi cơn mê, đôi mắt mở to, khí huyết mạnh mẽ bùng phát, kiếm khí tàn phá xung quanh, mặt đất bị cắt ngang dọc bởi những vết kiếm. Xoa xoa sau gáy, Hoàng Kiếm Tử chỉ cảm thấy đau đớn, ngay cả nguyên thần đã đúc thành kim thân của hắn cũng đau đớn dữ dội ở sau gáy. Đã xảy ra chuyện gì, cao thủ kia đánh lén ta, Hoàng Kiếm Tử hít sâu một hơi, ký ức của hắn như bị cắn mất một góc, rất nhiều hình ảnh không thể nhớ nổi. Tuy nhiên, hắn khịt khịt mũi, dù mưa xuân đã gột rửa không khí trở nên trong lành, nhưng hắn vẫn ngửi thấy được mùi rượu thơm còn sót lại trong khoang mũi. Rượu thơm quá, thơm thật nhưng sao ta lại không nhớ nổi là ở quán rượu nào, ta sẽ tìm thấy, chắc chắn ta sẽ tìm thấy hoàng kiếm tử ta, thấy rượu không quên, chỉ có rượu bầu bạn, hoàng kiếm tử loạn choạng đứng dậy, dáng vẻ lôi thôi lết thích, xoa xoa sau gáy sưng vù, đi về phía sơn môn của thần tông. Đình lôi hạng, tiểu viện xưởng độc lập. Lý triệt thu hồi thần thức. Nhìn bóng dáng hoàng kiếm tử biến mất trong màn mưa, mới thở phào nhẹ nhõm. Quên mất vị trí của nhà hàng, quên mất những gì đã thấy đêm qua đôi mắt lý triệt hơi nheo lại con chó đen to lớn này quỷ dị đến vậy sao khiến người thường mất đi một phần ký ức đây không phải là chuyện khó ngay cả lý triệt hiện tại cũng có thể làm được nhưng khiến một đại tông sư đỉnh cao tam hoa tu đỉnh thêm vào đó là kim thân chân nhân cảnh giới kim thân luyện hoàng mất đi ký ức đây không phải là chuyện dễ dàng ông chủ và chó con rốt cuộc là lai lịch gì lý triệt cảm thấy một đám sương mù lớn vây quanh trước mắt không tan đi được tuy nhiên không suy nghĩ quá lâu bởi vì ông chủ và chó con nếu thật sự mang theo ác ý lý triệt đã cảm nhận được từ lâu chó con chỉ ghét hắn hoàn toàn là hai thái độ khác nhau với hi hi bọn họ tốt với hi hi là được rồi còn đối xử với lý triệt như thế nào hắn không để ý mưa xuân cứ rã rít mãi không ngừng lý triệt ngồi dưới mái hiên của sân viện nhắm mắt cảm nhận thu hoạch của trận chiến này thu hoạch của đêm nay thực sự quá lớn, đầu tiên là đột phá về mặt thần tính, dung hợp viên thần với thần cơ, và hoàn thành điêu khắc thần tương. Mặc dù chỉ vừa mới hoàn thành, vẫn cần tốn rất nhiều thời gian để tiếp tục gọt giũa chi tiết, cho đến khi thần tương mà ngay cả từng sợi lông khỉ cũng rõ ràng như thật. Mới coi như đạt đến cảnh giới viên mãn. Một thu hoạch lớn khác chính là môn thần võ thuật, pháp thiên tượng địa, thần võ, có thể hiểu là thần tính võ học đã từng tu luyện trước đây, nhưng không thể đơn giản coi là như vậy. Thần võ thuộc loại thần tính võ học phiên bản khó hơn, độ khó cao hơn, uy lực mạnh hơn, là một loại sự dung hợp gần như hoàn hảo giữa thần tính và võ đạo, tổng cộng có 9 biến, hiện tại ta, chỉ có thể hoàn thành một biến. Môn thần võ thuật, pháp thiên tượng địa, này, uy lực vô cùng mạnh mẽ, biến số càng nhiều, thì càng đáng sợ, đôi mắt lý triệt sáng lấp lánh. Cấp bậc của môn thần võ thuật này, hẳn là cấp tam thanh, muốn thực hiện nâng cao biến số, cần phải nâng cao cả sức mạnh thần tính và sức mạnh cơ thể, đạt đến mức độ có thể chống đỡ được biến số thì mới được, ví dụ như biến thứ hai, với thân thể hiện tại của ta, vẫn có thể chịu đựng được, nhưng, sức mạnh thần tính không đủ, cho nên không thể biến đổi, đạo quả, long tượng kim cang, trong lòng ngực lý triệt trung động, như có dòng điện phóng ra, khiến lý triệt nhanh chóng ngộ ra. Tâm thần khẽ động Trước mắt, Ánh sáng lung linh lóe qua. Đạo quả, Long Tượng Kim Cang, level 4, 65%, Lý Triệt hơi sững sờ, không tăng nhiều lắm, là vì trong trận chiến này người bị giết chết chỉ có một mình Tô Hoài Lý, hầu như không cung cấp được bất kỳ độ thành thục nào sao? Cái ý chí thi thần bị giết tan tành kia, không tính là gì sao? Lý Triệt nghĩ một lúc, liền hiểu ra, ý chí thi thần, thứ đó cũng giống như ý chí võ thánh trước đây, đây chỉ là một hóa thân ý chí không phải là thi thần thực sự, chỉ có thể tính là độ thành thục do kinh. Nghiệm giao đấu chuyển hóa thành. Tuy nhiên, cũng đủ rồi. Cái chết của Tô Hoài Lý, coi như khiến Lý Triệt nhẹ nhõm hơn được một chút, có thể thả lỏng một thời gian. Mặc dù vẫn còn một mối đe dọa của ma đồng, như thanh gương treo lơ lửng trên đầu, nhưng trước đây dùng xe tăng chủ chiến bắn pháo hoa mây nấm, đã gây ra cho đối phương một chút e ngại, trong thời gian ngắn đối phương chắc chắn không dám ra tay thực tế, việc giết chết Tô Hoài Lý đêm nay chỉ có thể coi là thu hoạch nhỏ nhất, còn một thu hoạch lớn khác, trên mặt Lý Triệt nở một nụ cười rạng rỡ, phát ra từ sâu trong nội tâm. Nâng tay lên, một miếng ngọc càng không cực phẩm xuất hiện trong tay hắn. Ngọc càng không của Đại Tông Sư Tiên Thiên kia, Lý Triệt cười không khép được miệng. Người bảo vệ Tô Hoài Lý, đã như vậy, Lý Triệt hắn cũng không khách sáo nữa, là một Đại Tông Sư Tiên Thiên đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất ý chí võ đạo vô cùng mạnh mẽ của Long Thái cũng bám vào miếng ngọc càng khôn này. Vì vậy, nếu Lý Triệt dùng thủ đoạn bá đạo để hủy diệt trực tiếp ngọc càng khôn, thì rất có thể ngọc càng khôn sẽ bị hủy diệt, những thứ tốt bên trong cũng sẽ tan nát. Vì vậy, Lý Triệt đã chọn cách an toàn nhất để đạo quả vô cấu tâm trực tiếp nuốt chửng miếng ngọc càng khôn cực phẩm này. Ngay lập tức, ý chí võ đạo cực kỳ mạnh mẽ của Long Thái chưa kịp bùng phát, như thể mất đi chỗ dựa dần dần tan biến vào giữa đất trời lý triệt cười ý nhị bắt đầu kiểm kê tài sản quý giá của một đại tông sư tiên thiên đây luôn là lúc lý triệt vui nhất phát tài hay không chỉ trong một ý nghĩ quả nhiên là đại tông sư tiên thiên tài sản thật sự phong phú đây là thần tính tinh năm lão sao hơi thở của lý triệt đột ngột trở nên dữ dội hắn nắm chặt năm ngón tay một viên thần tính tinh ánh sáng ảm đạm không ít đột ngột xuất hiện trong tay hắn con ngươi hái sao đưa ra phản hồi gợi ý, thần tính tinh năm lão hạ vị, viên tinh thể chỉ to bằng quả trứng chim, trên bề mặt đầy những đường vân hình lăng trụ, bên trong có luồng khói trắng sữa cuộn trào. Số lượng ước chừng chỉ còn khoảng bốn thành, nghĩa là viên thần tính tinh này đã bị Long Thái hấp thụ hơn một nửa, nhưng, vẫn còn bốn thành thần tính hoàn hảo, ông 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 trong lồng ngực, đạo quả vô cấu tâm đập mạnh, sắc mặt lý triệt hơi biến động, đạo quả vô cấu tâm nổi tiếng là kén ăn, mỗi loại thần tính tinh chỉ có lần đầu tiên đạo quả vô cấu tâm mới là lúc hưởng thụ nhất khi lượng hấp thụ vượt quá tổng lượng của một viên đạo quả vô cấu tâm sẽ chán ngấy tốc độ hấp thụ và luyện hóa thần tính của thần tính tinh sẽ trở nên vô cùng chậm chạp hiện tại lý triệt cho dù nắm trong tay thần tính tinh lục ti thì tốc độ và hiệu suất hấp thụ cũng giảm đi rất nhiều ngồi xếp bằng lý triệt khẽ động tâm niệm nắm chặt viên thần tính tinh năm lão này vận chuyển hấp thụ ngay lập tức đạo quả vô cấu tâm đập mạnh bùng phát lực hấp thụ mạnh mẽ nhưng tốc độ hấp thụ và luyện hóa vẫn có chút chênh lệch so với tưởng tượng giống như lần đầu tiên luyện hóa thần tính tinh lục ti tốc độ tương đối chậm quả nhiên cảm giác luyện hóa nhanh như bay trước đây đã một đi không trở lại đột nhiên trong lòng lý triệt khẽ động lại phát hiện ra trong nội cảnh ni hoàng thần tướng chân viên vượng của pháp thiên tượng địa cũng đang hấp thụ và dẫn dắt thần tính của thần tính tinh hóa thành khói mù bao quanh cơ thể từ từ thẩm thấu vào bên trong khiến thần tướng chân viên vượng dần dần lớn mạnh thần tướng chân viên vượng cũng có thể hấp thụ thần tính trong thần tính tinh lý triệt khẽ động tâm niệm hắn lại lấy ra một viên thần tính tinh lục ti ầm ừ, ánh mắt thần tướng chân viên vượng mở ra lực hấp thụ mạnh mẽ lập tức bùng phát toàn bộ thần tính trong thần tính tinh lục ti bị điên cuồng cắn nuốt mà thần tướng chân viên vượng giống như một cái hố không đáy. Lý Triệt thở ra một hơi, khóe miệng không kìm được cong lên. Có thể cắn nuốt thần tính tinh để nâng cao thì tốt, như vậy Lý Triệt sẽ có động lực hơn để nhận được sự ban tặng của kẻ địch, sau này khi mò sát, cũng có thể vui vẻ và hăng hái hơn, nếu không, sau khi mất đi mục tiêu, việc mò sát sẽ trở nên vô vị, một là đạo quả vô cấu tâm, một là thần tướng chân viên vượng, đều là thú nuốt tiền đang đói khác, thậm chí còn là thú nuốt tiền hơn cả hi hi làm cha trách nhiệm nặng nề mà đường còn xa lý triệt lắc đầu đạo quả vô cấu tâm cắn nuốt một lúc liền truyền đến cảm giác no nê không thể tiếp tục cắn nuốt nữa lý triệt liền tất viên thần tính tinh năm lão này đi cảm nhận một hồi ước chừng thần tính đã giảm đi khoảng một thành hiệu suất tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của lý triệt đáng tiếc thần tính tinh năm lão hạ vị chỉ có một viên ờ trước đây dường như thần tính tinh rất ít khi phân chia cảnh giới bây giờ ngay cả thần tính tinh cũng có cảnh giới rồi sao lý triệt bỗng ngẩn người chất lượng của thần tính tinh càng cao thì sự phân chia càng tinh vi dù sao sức mạnh thần tính ẩn chứa bên trong cũng khác biệt một trời một vực tiếp tục kiểm kê thần binh một bộ áo giáp của đô đốc thần vệ quân lục ti hạ phẩm vẫn còn tốt còn có một thanh đao tùy thân của đô đốc thần vệ quân lục ti hạ phẩm thì không còn thần binh nào khác. Đáng tiếc, cây rìu đầu cá sấu cán dài trong tay Long Thái, hình như là một thần binh năm lão, ta không lấy được. Lý Triệt có chút tiếc nuối, tuy nhiên, hai thần binh lục ti hạ phẩm, mang đến trấn miếu ti bán, chắc chắn có thể bán được không ít. Hử? Đây là, đang dược cấp 5. Đột nhiên, đôi mắt Lý Triệt lại dao động dữ dội. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hắn đột ngột lấy ra một lọ sứ màu đen, đổ ra một viên vũ đan màu nâu đen to bằng móng tay cái, khí huyết nồng nặc, cuộn trào mạnh mẽ, chỉ cần ngửi một hơi, liền cảm thấy khí huyết trong cơ thể không chịu sự kiểm soát mà cuộn trào, con ngươi hái sao, vạn tích vô tận, vũ đan huyết long chân tam trảo cấp 5 hạ phẩm, đồ tốt, Lý Triệt cười lớn, không khách sáo cất đi. Hiện tại tu vi của hắn vừa mới đột phá, không phải là lúc để sử dụng. Tiếp tục kiểm kê, cũng có không ít đan dược lục ti, Đủ để Lý Triệt tu luyện trong một thời gian rất dài, còn về mặt võ học thì cũng không có quá nhiều bất ngờ. Bởi vì Lý Triệt đã tu luyện đến năm môn tuyệt học võ thánh, cho nên, mặc dù từ ngọc càng khôn của Long Thái có được một môn tuyệt học võ thánh, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường. Tuy nhiên, một khối ngọc màu máu bình thường vô kỳ lại khiến đạo quả Long Tượng Kim Cang khẽ rung động. Lý Triệt suýt chút nữa đã bỏ qua thứ này. Kết quả là vì đạo quả rung động, Lý Triệt lại lấy ra xem. Ngọc cầm trong tay, thần thức của Lý Triệt quét qua, cũng không phát hiện có gì khác thường. Giây tiếp theo, Lý Triệt khẽ động tâm niệm, trái tim đập mạnh, vạn hóa long tượng thần cương phun trào, rót vào trong Ngọc. Ngay lập tức, Ngọc màu máu như bốc cháy, trên bề mặt đầy những đường vân màu máu dày đặc, giống như mạch máu của con người, tuy nhiên, có chút thiếu sót, đây là, trong lòng Lý Triệt hơi kinh ngạc. Con người hái sao khởi động? thần chủng, võ học trưởng huyết ngạc liệt thiên, khuyết thiếu, công nghệ, được suy diễn từ tuyệt học võ thánh và thần thuật của thần tế nhị miếu, thần chủng võ học huyết thiếu có thể ngưng luyện chân cương tiên thiên, thần chủng viên mãn có thể khai tam hoa, đôi mắt lý triệt đột nhiên sáng lên, võ học cao hơn tuyệt học võ thánh. Thần chủng, chính là võ học, theo như võ đạo mà lý triệt biết nếu muốn đột phá từ Đại Tông Sư Thần Cương lên Đại Tông Sư Tiên Thiên. Phải khai thông 360 khiếu huyệt, Khiếu huyệt thông suốt, hòa hợp với đất trời thì mới có thể sinh ra tiên thiên chi khí, ngưng luyện tiên thiên chân cương, còn hiện tại, tu luyện thần chủng võ học khuyết thiếu, có thể trực tiếp ngưng luyện ra tiên thiên chân cương, hơn nữa, thần chủng võ học có thể phát sinh ra một loại thủ đoạn đặc biệt giống như tiểu thần thông, hơn nữa, thần chủng hoàn chỉnh, càng có thể chứa đựng đóa hoa tiên thiên đỉnh cao, Lý Triệt thở ra một hơi, tâm Trạng rất tốt, con đường sau đại tông sư thần cương cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy từ từ nhắm mắt lại nghĩ đến cú đấm kinh khủng của du lễ thanh chỉ là quyền cương thôi mà đã khiến hắn bị thương chảy máu đây là lần đầu tiên lý triệt bị thương nặng như vậy mối thù này lý triệt đã ghi nhớ lâu rồi mới lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi vào sớm muộn gì cũng có ngày phải đánh trả lại những món đồ linh tinh tiếp theo lý triệt liếc nhìn một cái liền không tiếp tục kiểm kê nữa sau đó lại lấy ra ngọc càng khôn của Tô Hoài Lý, sau khi Tô Hoài Lý đến đạo thành, đã tiêu hao gần hết nội tình để lo lót đủ thứ, thậm chí rất nhiều đồ vật của thi thần giáo, Lý Triệt còn không thèm nhìn. Hoàn thành việc kiểm kê, tâm trạng Lý Triệt rất tốt. Đứng dậy, toàn thân kêu răng rắc. Nhìn thoáng qua sắc trời, không tiếp tục luyện võ trong sân. Dặn dò các phân thân, họa trung tiên, cố gắng luyện hóa thần tính tinh, cố gắng tu luyện, không được lười biến xong lý triệt liền nắm chặt năm ngón tay trở về sân viện ở lưu hương hạng cửa viện mở ra trời tối đen như mực mưa xuân nhẹ rơi đối diện với đôi mắt đầy oán trách đến cực điểm một thân áo xanh tay cầm một chiếc mặt nạ hình mặt mèo lý thanh sơn oán giận nhìn lại a triệt ngươi lại không đưa ta đi lý triệt thông báo truy nã của thần vệ quân ta đã nghe thấy rồi những đồng nghiệp của địa phủ đều bị truy nã ngưu ma mã diện thần hầu thậm chí cả hắc bạch vô thường cũng bị truy nã lý thanh sơn nằm tựa vào mái hiên ngước nhìn trời cơn mưa xuân đêm nay và ngọn gió thổi đến đều mang theo nỗi buồn nhưng lại không có mặt mèo lý triệt cũng cảm thấy bi thương thay cho lý thanh sơn hắn nghẹn lời không nói nên lời lý thanh sơn lắc đầu thất hồn lạc phách đứng dậy ta hiểu rồi ta ngộ ra rồi ta phải trở nên mạnh mẽ đợi ta vào sơn môn của thần tông sẽ đột phá lên đại tông sư lý thanh sơn lắc lắc đầu như thể mất đi linh hồn lững thững đi vào trong nhà lý triệt cũng cảm thấy khó chịu thay cho lý thanh sơn không phải là hắn cố ý không gọi lý thanh sơn chủ yếu là quên mất sự việc xảy ra đột ngột dù sao thì đột nhiên viên thần khởi động hắn đột phá lên thần tướng hay lỗi của ta quên không gọi ngươi trong địa phủ thần giao kính lý triệt thở dài lần sau nhất định tạm biệt Lý Thanh Sơn, Lý Triệt quay trở về nhà. Hi Hi vừa mới ngủ, Trương Nhã đang đắp chăn cho nàng, mặc dù với thể chất tông sư hiện tại của Hi Hi, căn bản không cần đắp chăn. Tuy nhiên, Lý Triệt và Trương Nhã làm cha mẹ, vẫn vô thức đắp chăn cho Hi Hi. Không liên quan gì đến việc bị cảm lạnh hay không. Đây là sự quan tâm vô thức của bậc làm cha mẹ. Ngủ rồi, Lý Triệt mỉm cười dịu dàng. Trương Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đi hai bước ôm lấy Lý Triệt. Lý Triệt uống rượu huyết long, đột nhiên có chút bực bội sao xuyến trong lòng. Trực tiếp điều động thiên địa kỳ bàn, cách ly căn phòng, cũng cách ly cả tiểu hương hi ngủ say trên giường. Sau đó, ánh mắt Lý Triệt nóng bỏng, bế ngang thê tử lên. Trương Nhã lập tức khuôn mặt ửng hồng, cảm nhận được luồng hơi nóng phun ra từ mũi phu quân, mím mím môi. Sau đó ôm lấy cổ Lý Triệt. Khi từng chiếc từng chiếc quần áo được cởi ra, Đột nhiên Trương Nhã nhìn thấy vết thương trên vai Lý Triệt vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, mặc dù quyền cương đã bị huyết long tiêu trừ, nhưng tốc độ hồi phục của vết thương chậm hơn trước đây. Trong mắt Trương Nhã hiện lên một tia đau lòng và hoảng hốt, "Phu quân, ngươi bị thương sao?" Lý Triệt mỉm cười dịu dàng, "Chuyện nhỏ. Bây giờ đổi máu cho nương tử mới là chuyện lớn." Bên ngoài cửa sổ mưa xuân cuộn trào, bên trong bóng người cuộn trào. Một đêm như mộng, mồ hôi như mưa xuân ngày hôm sau lý triệt tỉnh dậy thần thanh khí sản tiện thể cũng gọi hi hi định ngủ nướng dậy ông chủ đặc biệt gói há cảo cho ngươi ngươi có muốn ăn không lý triệt ghé sát tay hi hi nói hi hi lập tức bật dậy khỏi giường nếu không phải lý triệt nắm lấy mắt cá chân của nàng thì có lẽ nàng đã đâm thủng cả mái nhà há cảo há cảo ở đâu cha cha hi hi muốn ăn há cảo hi hi đã bắt đầu nuốt nước miếng còn Lý Triệt thì có chút kinh ngạc, sức mạnh của tiểu nha đầu này sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy, khí huyết đang cuộn trào không ngừng. Hơn nữa thần tính mạnh mẽ toát ra từ cơ thể hi hi hầu như không thể kiểm soát và ngăn chặn được. Đôi mắt Lý Triệt hơi nheo lại, trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hi hi sắp ngưng tụ thần cơ rồi sao? Hiện tại, Lý Triệt rất nhạy cảm với khí cơ. Hi hi bật dậy từ trên giường, suýt chút nữa đụng vỡ cả mái nhà. Điều này cho thấy Hi Hi không thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách hoàn hảo. Lý Triệt nắm lấy cổ chân của tiểu nha đầu, thần thức mạnh mẽ quét qua toàn thân nàng, lập tức cảm thấy sức mạnh sôi sục đang không ngừng khuấy động. Thần tính, khí huyết, tất cả đều ở bên bờ đột phá, Lý Triệt ôm Hi Hi vào trong ngực, đôi mắt của Hi Hi sáng rực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như một đứa trẻ con lén uống rượu, vô cùng đáng yêu. Lý Triệt đưa tay, sờ trán của Hi Hi. Nóng như sắc nung, đây là do khí huyết trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Sắp đột phá rồi, lý Triệt cảm khái. Nhà đầu 4 tuổi, theo đà này, là muốn chấn động thông mạch và thần cơ. Thông mạch còn dễ nói, với cơ thể tông sư của Hi Hi được ba món thần thoại chi binh rèn luyện thành, thông mạch cơ bản không có ảnh hưởng và vấn đề gì quá lớn. Ngược lại, đột phá thần cơ vẫn tiềm ẩn một nguy hiểm nhất định. Dù sao thì thần tính pháp mà Hi Hi tu luyện, chính là pháp môn cấp bậc Tam Thanh bát bính tam diện ngục liên bất hoại phân chia thành dưỡng tính thần cơ thần tướng thần nguyên và thần thai đây là pháp môn mà hi hi có được từ sự cộng hưởng với miếu thần của nàng thần tính pháp cấp bậc tam thanh một đường bảo hộ đến cảnh giới thần thai khiến lý triệt không khỏi ước ao cha hi hi bị bệnh sao hi hi đưa đôi tay nhỏ ôm lấy cổ của lý triệt có chút đáng thương hỏi nàng cảm thấy mình chắc là bị bệnh không kiểm soát được sức lực cơ thể vô cùng nóng thần tính cũng không ngừng sôi sục, mi tâm như sắp nổ tung. Có một chút khó chịu. Cha, Hi Hi bị bệnh, muốn đi tìm chó lớn. Hi Hi chớp chớp mắt. Lý Triệt xoa đầu nàng. Hôm nay ngươi phải đến sơn môn chính tông của thần tông, cha hứa với ngươi, mỗi tháng ít nhất sẽ đưa ngươi đến nhà hàng để chơi với chó lớn ba lần, được không? Lý Triệt ôn hòa nói. Dù sao cũng là lời hứa với ông chủ, quay sang hứa với nữ nhi cũng không có vấn đề gì một việc hai đầu hứa lý triệt hắn đúng là người tiêu dùng thông minh hi hi nghe vậy đôi mắt đột nhiên sáng lên thật sao vậy ngoắt tay nào hi hi đưa ngón út ra lý triệt cười móc ngón út của mình vào ngón út của nàng người lớn không được nuốt lời nếu nuốt lời sẽ là chó hi hi rất nghiêm túc đọc lời thề lý triệt không khỏi vì sự thông minh của mình mà bật cười trên giường trương nhã nằm mái tóc đen xõa ra nghi hoặc nhìn hai cha con thân thể nàng có chút rã rời có lẽ cần phải nằm thêm một lúc nữa đại tông sư quả nhiên lợi hại nàng phải mạnh hơn nữa mới có thể chịu đựng được sự va chạm của đại tông sư thê tử nàng ngủ thêm một lát đi lát nữa cùng đưa hi hi đến thần tông chính tông hi hi chắc là sắp đột phá đến thông mạch cảnh rồi ngoài ra tiểu nha đầu này thần tính cũng sắp đúc thành thần cơ lý triệt ôn hòa nói trên giường trương nhã lập tức mở mắt không còn chút buồn ngủ nào khi hi sắp phá cảnh sao đó là chuyện lớn chúng ta mau đưa nàng đi thôi trương nhã cũng không nghỉ ngơi nữa trực tiếp bò dậy thu xếp gọi lý thanh sơn một bà bà và lão trần cùng ăn sáng sau khi đến đạo thành lão trần lại đi dạo tìm việc để không gây phiền phức cho lý triệt lão trần rất kiên nhẫn và cẩn thận trong việc chọn công việc sau khi ăn sáng xong lão trần vội vã rời đi không lâu sau, điều khiển một chiếc xe ngựa đến, đội nón lá, lão trần đội mưa xuân, lấy một bình rượu ra, ngửa cổ uống một ngụm. Lên xe nào? Lão trần cười. Hắn tìm được công việc đánh xe, đừng nói, dù là ở đạo thành, công việc xa phu cũng không phải ai cũng có thể làm, cần phải có cơ sở võ đạo. Không ít xa phu, yếu nhất cũng có tu vi tủy luyện, toàn bộ đều là hoán huyết, mà lão trần, một võ phu khí mạch như vậy, tìm một công việc xa phu cũng không khó nếu không có chút tu vi võ đạo thì không thể trấn áp được con dao mã kéo xe sau này nếu các ngươi muốn đến thần tông có thể gọi lão trần ta chăm sóc việc làm ăn của ta lão trần há miệng cười ngoài ra lão trần cũng từ bỏ nghề điêu khắc gỗ bởi vì cạnh tranh nghề điêu khắc gỗ ở đạo thành quá khốc liệt trừ khi có thể trở thành đại sư điêu khắc gỗ nếu không dù có trở thành thợ điêu khắc gỗ của một cửa hàng nào đó kiếm được chưa chắc đã nhiều bằng xa phu chủ yếu lão trần đã điêu khắc gỗ mấy chục năm giới hạn đã đạt đến đỉnh rất khó để có thể đột phá thêm cũng chán nản rồi mệt mỏi rồi đổi công việc khác để thay đổi khẩu vị tiểu hi hôi sau này ngươi muốn đi đâu gọi trần gia gia của ngươi đưa đi lão trần ngẩng cao đầu đắc ý nói như thể đang nói trần gia gia của ngươi có xe rồi đôi mắt của hi hi sáng rực đáng sợ một phần là do sắp đột phá một phần là vì nàng thực sự động tâm đừng suy nghĩ lung tung bên ngoài rất nguy hiểm muốn đi đâu phải nói với cha ngươi lý triệt xoa đầu hi hi nói hi hi biểu môi mọi người cùng lên xe ngựa khoang xe cũng khá rộng rãi xe ngựa chạy con dao mã phủ đầy vẫy li ti phun ra luồng khí nóng từ lỗ mũi từ từ bước đi ra khỏi lưu hương hẻm liền phát hiện trong hẻm nhỏ đại bá và cả nhà cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa đi ra hôm nay cũng là ngày lý thừa chu bái nhập ngoại môn cả nhà đại bá đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hai nhà cách nhau bằng xe ngựa vén rèm lên chào hỏi hi hi nằm sấp trên cửa sổ xe nhiệt tình chào hỏi hi hi đó đệ đệ thừa chu đẹp trai đâu hi hi vẫn nhớ đệ đệ thừa chu vô cùng đẹp trai đó đệ đệ thừa chu của ngươi đang ở trong thần tông theo đại tông sư nhiếp tu luyện đường tẩu liễu xuân minh cười nói vậy hi hi đến thần tông là có thể gặp hắn rồi hi hi sẽ bảo vệ hắn không để hắn bị người khác bắt nạt trong tông môn hi hi nắm chặt nắm đấm nhỏ khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ trách nhiệm của một tỷ tỷ trong tiếng cười của mọi người mưa xuân bị xe ngựa từ từ xé toạt bánh xe nghiền nát nước xuân sóng nước dao động trong gió xuân chuyện xảy ra ở đạo thành tối qua không lan truyền rộng rãi cái chết của tô hoài lý không có nhiều người biết hoặc có người biết cũng chỉ kinh ngạc vì tiểu đệ tử của bình loạn vương này lại gia nhập vào thực thần giáo đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ buồn cười đến cực điểm chỉ thêm vài câu chuyện cười về việc bình loạn vương bị đồ để đâm sau lưng mà thôi còn tô hoài lý thật sự không có nhiều người quan tâm chết thì chết thời đại này mỗi ngày có biết bao nhiêu võ phu tu sĩ chết đi một cách âm thầm làm sao có thể ai cũng quan tâm được. Du Lễ Thanh đã đè ép tin tức, không để người có ý đồ truyền tin ra ngoài, khiến cho cái chết của Tô Hoài Lý càng thêm vô danh. Chỉ có điều, việc truy nã đám quái vật địa phủ của thần vệ quân Tây Doanh lại được treo lên rất cao. Bất kể là ngưu ma, mã diện hay thần hầu, phần thưởng cho việc truy nã đều rất cao. Thậm chí ngay cả hắc bạch vô thường cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng chính như Lý Thanh Sơn đã bi phẫn nói, hắn đường đường là miêu diện địa phủ, lại không được treo lệnh truy nã. Tính đến 3 tháng, chỉ còn 3 ngày nữa là đến đầu tháng tư âm lịch. Mưa xuân nhẹ nhàng, luôn đến một cách bất ngờ, cơn mưa tối qua tưới mát mặt đất, vừa ngừng được một lúc, lại như khói dệt mù sương, trải khắp đồng xanh gió đông. Giao mã hí vang, phun ra luồng khí nóng từ lỗ mũi, nhịp nhàng nâng cao móng, giẫm nát vũng nước mưa trên mặt đất. Xe ngựa di chuyển, tốc độ cực nhanh, Sơn môn chính tông của thần tông nằm ở sâu trong nội thành đạo thành, nơi đó núi non trùng điệp, tựa như rồng nằm trên đất. Không ít xe ngựa sang trọng phóng nhanh trên quan đạo, chạy theo trục đường chính, đều được lát bằng đá xanh ngay ngắn. Vô cùng bằng phẳng, xe ngựa chạy, không có chút xóc nảy nào. Vén rèm lên, từ xa Lý Triệt đã nhìn thấy sơn môn của càng nguyên thần tông chính tông. Một cổng vòng bằng bạch ngọc vô cùng to lớn, sừng sững trên mặt đất, những cột đá trắng cao trăm mét nối tiếp nhau, tựa như phá vỡ bùn đất mà mọc lên. Một tấm biển bằng linh mục to lớn vô cùng, treo trên cột đá trắng, đó là, linh mục tứ giai, lý triệt không khỏi nín thở. Đạo quả, tiên công, đập mạnh, trung rẩy dữ dội, như thể mở hội vì tấm biển đó. Ấn tinh đồng ở giữa trán mở ra. Vạn tất vô cùng, ngưng hư hoàng chân, thần binh, tứ ngự hạ phẩm biển cổng thần tông, công nghệ, được chế tác từ linh mục hoàng huyết nam ti ti một thượng phẩm ngũ lão, tổ sư khai tông của càn nguyên thần tông đề chữ lưu lại đạo vận hút lấy tử khí của thần đồng càn nguyên thần tông suốt ngàn năm có cơ hội thoát xác thành tứ ngự trung phẩm giới thiệu bộ mặt của thần tông bên trong có bảo hồn ẩn chứa hoàng linh có thể xem như thiên phú hút lấy tử khí lý triệt không khỏi giật giật mí mắt một tấm biển vậy mà lại là thần binh tứ ngự thật lợi hại không hổ danh là thần tông giàu có nội tình thâm hậu không phải là loại nhà giàu mới nổi như Lý Triệt hắn có thể so sánh. Thứ quý giá như vậy, cứ đặt ở cổng Sơn Môn, chẳng lẽ không sợ bị trộm sao, Lý Triệt không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng nghĩ lại, chắc cũng không có ai dám đến trước Sơn Môn của Càn Nguyên Thần Tông để trộm tấm biển này đâu nhỉ, tầm mắt nhìn đến đâu, trên tấm biển đề hai chữ, Càn Khôn, trong mắt Lý Triệt, dưới ánh nhìn của ấn tinh đồng, tựa như có một con chim phượng hoàng giang cánh, tử khí nguồn ngục cả ngàn trượng, Lý Triệt nhìn chầm chầm vào hai chữ càng khôn, chỉ cảm thấy ánh nhìn đau nhói, như thể có một ý niệm khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Càng khôn Biển cổng của càng nguyên thần tông, sao lại không đề chữ càng nguyên, Lý Triệt hít sâu một hơi, có chút nghi hoặc. Ánh mắt tiếp tục nhìn xa, qua cổng vòng bằng bạch ngọc, theo một con đường rộng lớn đi thẳng vào trong, là những tòa kiến trúc nguy nga, mái ngói bằng đồng mạ vàng, chạm trổ tinh xảo. Trước sơn môn Tiêu thiếu thu mặc một bộ trường sam cổ kính, đứng khoanh tay, bên cạnh hắn là đại tông sư nhiếp dương. Nhiếp dương ôm bảo kiếm được buộc bằng vải rách, vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh còn có tiểu lý thừa chu, ôm một thanh kiếm gỗ ngắn, cũng dang rộng hai chân, học theo dáng vẻ lạnh lùng. Lão Trần điều khiển xe ngựa đến, mưa xuân tạt nghiêng xuống. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên gương mặt của tiêu thiếu thu, lộ ra một nụ cười từ ái. Trèm xe được vén lên. Lý Triệt ôm hi hi, tay kia đỡ Trương Nhã, cùng nhau xuống xe ngựa, Lý Thanh Sơn và một bà bà cũng theo sau. Không khí vô cùng trong lành, còn phản phất hương vị thần tính. Khiến toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể không khỏi giãn ra, tinh khí thần như thể đều bừng tỉnh. Tiêu trưởng lão Lý Triệt và mọi người đi đến trước mặt Tiêu Thiếu Thu, cùng chào hỏi. Dù là cả nhà đại bá, cũng không xa lạ gì với Tiêu Thiếu Thu. Hi Hi tạm thời không thể vào nội môn, cần phải đợi thần chủ đại thần kiểm tra xong, ngoại môn do ta quản lý, Hi Hi ở dưới mí mắt của ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Đây là lời hứa của Tiêu Thiếu Thu với Lý Triệt. Dám đưa ra lời hứa này, chứng tỏ Tiêu Thiếu Thu thực sự đã có sự chuẩn bị. Phu nhân của Tông Chủ vừa mới xuất quan, vài ngày nữa, ta sẽ đưa Hi Hi đến bái kiến phu nhân của Tông Chủ. Tiêu Thiếu Thu vuốt râu nói chỉ cần có thể mở được con đường phu nhân của tông chủ dù hi hi không thể trở thành thân truyền của thần chủ đại thần thì tương lai cũng có thể dễ dàng đứng vững trong nội môn lý triệt và trương nhã nghe vậy vội vàng cảm ơn tiêu thiếu thu làm cha mẹ không phải là mong muốn con cái có thể được đối xử tốt ở môi trường xa lạ hay sao không cần cảm ơn ta tính tình của phu nhân tông chủ có chút kỳ quái hi hi có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân hay không lão phu cũng không chắc Tiêu thiếu thu phất tay. Xe bên ngoài không được vào sơn môn thần tông, vì vậy, tiếp theo, chúng ta phải đổi xe. Ở đằng xa, hai chiếc xe ngựa giao mã đi đến, hai người điều khiển xe ngựa đều mặc trang phục ngoại môn của càng nguyên thần tông. Tướng công, sao lại là đệ tử thần tông điều khiển xe, trương nhã ghé vào tai Lý Triệt, nghi hoặc hỏi. Ha ha, bên trong thần tông, ngoài tài nguyên do tông môn cung cấp hàng tháng, những tài nguyên khác đều cần phải tự mình kiếm lấy, tranh lấy, ví dụ như thần tính tinh đang dược các loại, số lượng cung cấp hàng tháng có hạn, nếu muốn có nhiều tài nguyên hơn thì có thể vào quỷ dị miếu, leo tháp hoàng kim, đây được coi là một cơ hội cạnh tranh công bằng, tranh không được tài nguyên, chỉ có thể nói là thực lực của ngươi không đủ, còn phải luyện thêm. Tháp hoàng kim là nơi mà cả nội môn và ngoại môn đều có thể leo, quỷ dị miếu mà nội môn và ngoại môn có thể vào thì lại khác nhau rất nhiều. Tiêu Thiếu Thu là loại người gì? đương nhiên trương nhã thì thầm cũng không lọt khỏi tai hắn vì vậy tiêu thiếu thu giải thích một câu lý triệt nghe vậy cuối cùng cũng hiểu tại sao tiêu thiếu thu nói rằng bên trong chính tông của càng nguyên thần tông cấm người không liên quan cư trú không phải là đệ tử thần tông hoặc người làm việc trong thần tông đều không được phép ở lại trong đó đó là vì lý triệt đưa mắt nhìn đi xa núi non trùng điệp nội cảnh não hoàng chấn động nhẹ hỏa nhãn huyền kinh linh viên thần tướng bách chuyển ưu mộng quế linh thố thần tướng đều chấn động mở mắt nơi ánh mắt nhìn đến lại thấy giữa những dãy núi có từng luồng từng luồng quỷ vụ xông thẳng vào mây xanh tàn phá biến hóa tựa như hóa thành từng khuôn mặt méo mó quỷ dị miếu đều là quỷ dị miếu bên trong sơn môn thần tông số lượng quỷ dị miếu nhiều đến kinh ngạc thậm chí trong không gian nội cảnh của lý triệt bàn cờ thần thai cũng từ từ mở mắt kim quang khủng khiếp kèm theo ngọn lửa màu vàng, nhảy ra từ đồng tử. Đốt cháy hư không, sáng chói lóa, như thể nhìn thấy một quỷ dị miếu phun ra quỷ vụ ngút trời, quỷ vụ bị xé toạc, lộ ra một ngôi miếu. Đó là quỷ dị miếu tứ ngự, Lý Triệt thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Sao lại có nhiều quỷ dị miếu như vậy, thập đô, cửu diệu, bát cực, thất nguyên, hầu như mỗi cấp bậc quỷ dị miếu, đều tồn tại trong sơn môn của càng nguyên thần tông, những quỷ dị miếu này là do thần chủ đại thần và các trưởng lão di dời từ bên ngoài vào dùng lực lượng của thần tông để trấn áp đồng thời cũng biến thành nơi tu luyện để rèn luyện đệ tử thực ra hiệu quả cũng khá tốt không chỉ riêng càng nguyên thần tông của chúng ta làm như vậy các đạo thần tông khác ở đại cảnh cũng cơ bản đều làm như vậy nhưng càng là thành lớn thì quỷ dị miếu sinh ra càng nhiều dù là thần tông cũng không thể trấn áp hết tiêu thiếu thu dường như phát hiện lý triệt đang cảm nhận điều gì đó giải thích. Các ngươi đến càng nguyên đạo thành cũng đã được một thời gian, chắc hẳn đã nghe nói về quỷ dị miếu của đạo thành, quỷ dị miếu lục ti vị giai tổng cộng có 10 cái, mà trong số đó, bên trong sơn môn thần tông, đã trấn áp 4 cái. Đạo thành ngũ lão quỷ dị miếu có 3 cái, trong thần tông có một cái, chính là quỷ dị miếu thiên vương tháp, cùng nguồn gốc với miếu thần của tháp thiên vương ở Kim quan Phong mà ngươi biết. Tháp Hoàng Kim mà đệ tử nội môn và ngoại môn leo, chính là nằm trong quỷ quyệt của quỷ dị miếu thiên vương tháp hoàng kim. Tiêu thiếu thu giới thiệu. Đương nhiên, thứ mà thần tông chủ yếu trấn áp, vẫn là quỷ dị miếu tứ ngự đó. Tiêu thiếu thu giơ tay lên, ống tay áo rộng của trường sam cổ kính rủ xuống, hất tung mưa xuân, ngón tay khô gầy, chỉ về phía ngọn núi trong dãy núi xa xôi. Màn mưa như dệt khói ngưng sương mờ ảo, nhưng không che được ánh sáng lấp lánh trên đỉnh núi đó. Từng cây mai đỏ thắm, nở rộ rực rỡ. Nơi đó chính là vị trí của quỷ dị miếu khủng khiếp mà Lý Triệt đã cảm ứng được lúc trước. Quỷ dị miếu tứ ngự, diệu đạo hiển thánh tam nhãn chân quân, tiêu thiếu thu trầm giọng nói. Trong âm thanh, dường như mang theo cả ý nghĩa nặng nề. So với quỷ dị miếu, bác bính mục liên phẫn nộ tam thái tử, ở Kim Quang Phủ, thì mối nguy hiểm của quỷ dị miếu này còn lớn hơn, vì quỷ dị miếu này hoạt động mạnh mẽ hơn, quỷ quyệt thường xuyên bạo động, cần thần chủ đại thần và các trưởng lão của thần tông thường xuyên ra tay trấn áp giám chính của khâm thiên giám luôn giám sát tổng đốc đại thần của trấn miếu ti cũng luôn sẵn sàng ra tay hỗ trợ trấn áp dù sao thì quỷ dị miếu tứ ngự đang hoạt động mạnh mẽ một khi quỷ quyệt của quỷ dị miếu bạo động câu miếu và yêu vật thần tính trong quỷ quyệt thoát ra thì đối với toàn bộ đạo thành mà nói đều là tai họa tiêu thiếu thu thở dài một hơi lý triệt nghe vậy lập tức nhíu mày tiêu trưởng lão quỷ dị miếu này chẳng lẽ chưa từng bị công phá sao không phải nói rằng Hầu hết quỷ dị miếu mà thần tông trấn áp đều đã bị công phá rồi sao?" Lý Triệt hỏi. Tiêu thiếu thu liếc nhìn Lý Triệt, lắc đầu, "Thần chủ đại thần đời đầu tiên sáng lập Càn Nguyên Thần Tông, không hề công phá quỷ dị miếu Tam Nhãn Chân Quân này, mà tồn tại cùng nhau cho đến nay bằng một cách gần như là hợp tác." Thực tế, chỉ những quỷ thần của Quỷ Dị Miếu tứ ngự không chấp nhận hợp tác mới bị công phá, mà muốn công phá quỷ quyệt của Quỷ Dị Miếu tứ ngự, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, trước tiên phải tấn công vào quỷ quyệt trong quỷ quyệt, thậm chí có thể xảy ra chuyện đáng sợ là thần thai đại thần bị rơi cảnh. Vì vậy, hầu hết thần tông và quỷ dị miếu tứ ngự đều là cùng tồn tại và cùng sinh sống. Chỉ có triều đình đại cảnh ở thần đô mới mạnh mẽ, mới có thể tập hợp lực lượng của trấn miếu ti, phá núi đánh sập miếu. Thần tông rất ít khi làm những việc vừa tốn sức vừa không được lòng người như vậy. Dù sao thì quỷ dị miếu bị công phá, cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, vẫn cần phải phái người canh giữ và trấn áp. Lý triệt ngộ ra. Ánh mắt thu lại từ trên Mai Sơn. Trong đầu lại đang suy nghĩ về việc làm thế nào để chiêu thần trong những quỷ dị miếu khác. Chắc chắn không thể động đến quỷ dị miếu trong thần tông được nếu chọc giận vị thần thai đại thần đó với thực lực hiện tại của Lý Triệt, tuyệt đối không muốn thử xem thủ đoạn của thần thai đại thần. Mọi người lên xe ngựa, phóng nhanh trong gió xuân mưa xuân mát mẻ. Tiêu trưởng lão, Hi Hi có lẽ sắp đột phá thần cơ, đúng lúc đưa nàng đến thần tông để phá cảnh. Xe ngựa phóng nhanh, Lý Triệt ôm Hi Hi, nói với Tiêu trưởng lão ngồi đối diện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.